Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là chiếc điện thoại có hai camera trước với một khả năng selfie xóa phông rất là hở diệu. Và có lẽ là các bạn đã khá là quen với cái thiết bị này rồi nếu như các bạn follow Facebook của mình. Đây chính là chiếc Vivo V5 nhưng nó là phiên bản Plus. Và đây sẽ là tất cả những điều các bạn cần biết về sản phẩm này trước khi quyết định mua nó hay là không. Thì cái điều đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải quan tâm ạ, đó là tuy cái sản phẩm này có tên đó là Vivo V5 Plus nhưng nó gần như chẳng liên quan mẹ gì đến cái chiếc V5 trước đây mà mình đã từng làm một cái video và cũng được các bạn quan tâm khá là nhiều với hơn 40k view thì phải. Vỗ tay cái. Yes. Thì bây giờ với cái sản phẩm này, cái sự khác biệt nó đến từ bên ngoài, nó đến từ cả bên trong. Khi các bạn có thể thấy là mặt lưng đằng sau không có một cái điểm nào nó giống với cả chiếc Vivo V5 bình thường cả. Nó đã có một thứ gì đó kim loại hơn, cứng cáp hơn và mạnh mẽ hơn. Và cái sản phẩm này có thể nói rằng nó là một phiên bản iPhone 7 chạy Android. Các bạn có thể thấy này, mặt lưng đằng sau thiết kế xôi ôi giống iPhone 7 vãi nồi luôn. Từ vị trí của giải anten này, bên trên bên dưới không có vạch cắt ngang, hay là vị trí của logo Vivo này, nó cũng tựa tựa kiểu cái vị trí đặt logo của Apple. Các bạn đã quá quen rồi đúng không? Và mình còn thích một điều nữa, đó là cái khả năng hoàn thiện của cái sản phẩm này ở phần camera. Nó còn đẹp hơn cả iPhone 7 cơ. Đấy, camera lồi lên rất là nhẹ. Và cái camera chính này nó cũng có một cái độ phân giải lớn hơn so với V5 bình thường, lên tới là 16 megapixel. Và khả năng chụp hình cũng được nâng cấp lên rất là nhiều. Còn ở mặt trước chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất là các bạn sẽ vẫn có một cái màn hình kích thước đó là 5.5 inch. Và lần này chúng ta đã có một cái độ phân giải lớn hơn lên tới là Full HD. Với một cái thiết bị màn hình lớn thì cái độ phân giải như là Full HD là một thứ cần phải có để mà chúng ta có một độ mịn tốt, cũng như là có một cái thứ gì đó trải nghiệm về màn hình là ok hơn, thay vì cái việc màn hình bị rỗ giống như là V5 thì V5 Plus không còn bị nữa. Cái điểm nâng cấp thứ hai nó đến từ cái phần mềm cũng như đến cả về phần cấu hình ở phía bên trong luôn. Thay vì cái việc chúng ta sử dụng con chip đến từ MediaTek thì lần này với V5 Plus các bạn đã có đó là gì? Snapdragon 625. Đây là một con chip tầm trung được đánh giá khá cao bởi khả năng tiết kiệm điện và cái hiệu năng của nó mang lại. Và cái hiệu năng của nó mình có thể đánh giá là rất ngon khi mà mình chơi game đang rất hot hiện tại, đó là game hit, thì nó vẫn đạt ở cái mức đồ họa nó là gần cao cấp nhất. Nó chưa thể nào nó lên được mức đồ họa cao nhất bởi vì đây vẫn chỉ là một con chip tầm trung mà thôi. Thế nhưng mà với cái con chip đồ họa này thì nó vẫn mang lại cho bạn trải nghiệm rất tốt khi mà chúng ta chơi game. Game hit còn đạt được cái mức gọi là mức đồ họa ở mức 5 thì nó rất là ngon rồi. Còn thôi, nói về cái vấn đề đó cấu hình, chúng ta sẽ nói đến cái phần hệ điều hành phía bên trong. Lần này với V5 Plus thì các bạn đã có một cái phiên bản FanStat OS mới hơn, và cụ thể ở đây nó là FanStat OS 3.0. Với phiên bản này thì chúng ta sẽ có những cái điều mới mẻ hơn như sau. Thứ nhất đó là phần icon được làm đẹp hơn, phẳng hơn, và nó cũng mang lại một thứ gì đó là dễ nhìn hơn và nó đẹp, nó tông xỉa tông hơn. Khi bạn có thể thấy là những icon đều được bo tròn ở những cái góc nhất định, và thậm chí cả những ứng dụng từ bên thứ ba nó cũng một là tạo ra một cái viền bên ngoài hoặc là bo luôn cả cái icon gốc của máy, dẫn đến các bạn có thể thấy này, nó làm rất là tông xỉa tông ở trên phần màn hình, nó không bị như kiểu cái thì vuông cái thì tròn giống như trước đây. Cái điểm thứ hai nữa đó là chúng ta đã có khả năng đa nhiệm bằng cách bấm vào phía bên trái thay vì là phía menu như trước đây. Và với cái việc mà sử dụng đa nhiệm như thế này thì nó đã quen thuộc hơn với những thiết bị khác chạy Android. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có một cái nút X để các bạn có thể tắt nhanh được những cái ứng dụng đang chạy, thay vì cái việc đó là phải vuốt từ dưới lên trên giống như là trước đây. Tuy nhiên với FanStat OS 3.0 thì chúng ta vẫn giữ lại được cái việc đó là các bạn vuốt từ dưới lên trên để mở thanh Control Center. Chúng ta có thể chỉnh nhanh được độ sáng này, chúng ta có thể chỉnh nhanh một vài chức năng phía bên dưới như là chúng ta có thể bật tắt 3G Wi-Fi, bật tắt đèn pin, đèn flash, hay là chúng ta bật chế độ tiết kiệm pin, bật tắt chế độ rung chuông. Rất là nhanh, gọn và mình đánh giá rất là cao. Hay là bên trên các bạn có thể thấy là notification nó cũng chia nhỏ ra thành từng khu vực để giúp các bạn có thể quản lý được cái phần thông báo một cách dễ dàng hơn. Nói chung là với FanStat OS 3.0 thì nó cải tiến được rất nhiều thứ và mình đánh giá cái phần mềm nó đã thông minh hơn trước đây rất là nhiều. Cái điểm nâng cấp tiếp theo nó đến từ phần camera, và mình sẽ muốn nói đến camera chính trước tuy nó không phải là một cái điểm nhấn. Thì với cái camera này chúng ta đã có một cái giao diện mới hơn để giúp các bạn có thể chụp hình một cách nhanh hơn, và mình cũng đánh giá là tốc độ chụp nó nhanh hơn so với chiếc V5 khá là nhiều. Bên cạnh đó thì các bạn còn có gì? Chúng ta có những cái bộ lọc màu để các bạn có thể nhìn thấy rất nhanh đây, như chúng ta bộ lọc về chân dung này, rồi là bộ lọc để chụp thức ăn này, rồi là chụp phim này, kiểu văn bản, rất là nhiều thứ. Hay là chúng ta còn có khả năng chụp hình chuyên nghiệp với cái việc mà chúng ta chỉnh tay được tất cả mọi cái thông số. Và cái việc mà chỉnh hiện tại nó cũng là một cái giao diện nó dễ dàng cho các bạn tùy chỉnh hơn rất là nhiều so với trước đây.
Nhưng đó mới chỉ là camera chính, camera selfie mới là cái điểm nhấn của sản phẩm này. Camera selfie chúng ta sẽ có hai ống kính, một ống kính chính 20 megapixel, mang lại một cái chất lượng ảnh rất là tốt khi các bạn selfie. Bên cạnh đó chúng ta còn một camera phụ với độ phân giải là 8 megapixel giúp tạo độ sâu trường ảnh giả lập. Và khi selfie với sản phẩm này, các bạn sẽ thu được những bức ảnh như sau. Chung là đánh giá về camera selfie của chiếc V5 Plus thì mình giá là ngon, đẹp và ok. Tiếp theo nói đến thời lượng pin thì viên pin cũng được nâng cấp khá là nhỏ so với chiếc V5. Dung lượng pin là 3160 mAh, gánh rất là nhiều thứ, nó nặng đô hơn ví dụ như cái màn hình Full HD. Nhưng cái thời gian sử dụng pin của sản phẩm này mình đánh giá thậm chí nó còn cao hơn cả chiếc Vivo V5, khi bạn có thể sử dụng rất thoải mái sản phẩm này trong một ngày. Và cái thời lượng on screen dễ dàng đạt được mức khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ nếu như các bạn kết hợp rất nhiều thứ với nhau. Mình đánh giá đây là một cái điểm tốt ở trên sản phẩm này. Và đặc biệt là chiếc điện thoại này có được trang bị công nghệ sạc nhanh với cái chuẩn đó là Quick Charge 2.0. Các bạn có thể kết nối với tất cả những cục sạc nào hỗ trợ công nghệ sạc nhanh hiện tại. Và cái sản phẩm này nó ghi là gì nhỉ? Sạc nhanh bằng 2 mạch. Và các bạn có thể bật tắt trong phần quản lý pin, tức là các bạn nếu thích thì có thể bật lên sạc nhanh, hoặc không thì có thể tắt đi để bảo vệ cái nguồn pin một cách tốt hơn. Nhưng mình khuyên các bạn nên bật nó lên, sạc nhanh hơn tội gì phải mất công sạc chậm, đúng không? Và cái điều cuối cùng các bạn sẽ cần phải biết, đó là mức giá của sản phẩm này được niêm yết tại thị trường Việt Nam, đó là 9.990.000. Tức là với 10 triệu thì các bạn sẽ nhận được một sản phẩm có màn hình đẹp, có một camera selfie đẹp, có một hiệu năng tốt trong tầm giá của nó. Và cuối cùng đó là chúng ta có một cái bộ nhớ rất là cao, 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, kèm theo với một viên pin có dung lượng ở mức tạm chấp nhận và công nghệ sạc nhanh. Nói chung là mức giá của nó thì mình đánh giá còn khá là cao ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì nếu như các bạn nào cần một thiết bị với một cái trải nghiệm tốt thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để các bạn quan tâm đến. Tuy nhiên nếu như các bạn nào cần một thiết bị ở mức giá tầm trung và chỉ tập trung vào selfie thì Vivo V5 cũng sẽ là một sự lựa chọn kinh tế hơn. Các bạn sẽ cần phải lưu ý một điều như sau. Đó là trước đây Vivo V5 gặp một cái vấn đề liên quan đến cảm ứng khi các bạn gõ ở trên cái bàn phím này. Nó bị lỗi, bị rít, bị sai rất là nhiều và cái mức độ phản ứng của cái màn hình cảm ứng này không hề tốt. Tuy nhiên thì sau một cái bản cập nhật phần mềm mới được phát hành thì hiện tượng đó đã không còn nữa và cái màn hình cảm ứng của sản phẩm này rất nhạy và gõ phím rất là ngon. Vậy nên là khi mua chiếc V5 Plus thì các bạn hãy cố gắng đó là cập nhật ngay sản phẩm này lên ở cái phiên bản phần mềm đó là mới nhất. Và đó là tất cả những điều các bạn sẽ cần phải biết về chiếc Vivo V5 Plus này trước khi quyết định mua nó hay là không. Các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì hãy comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ làm những video khác để giải đáp đến cho các bạn sau. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!